Xin chào anh em, mình là Tiến và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một vài mã đến từ thương hiệu Tissot với tình trạng là hàng mới nguyên và còn full box cho anh em. Bên mình đang sale với một mức giá rất là tốt qua video ngày hôm nay của kênh đồng hồ chính hãng Kết Quát. Và không để anh em chờ lâu thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và review các cái mã sản phẩm đến từ thương hiệu ngày hôm nay. Và các cái sản phẩm này thì bên mình cũng đã có video cụ thể rồi thì bên mình cũng sẽ review nhanh thôi để cho anh em chúng ta được tiết kiệm thời gian và thời lượng của video. Trên tay mình đây thì đang là một chiếc Tissot thuộc dòng Tissot chemin Kim Cương Và chiếc này sẽ có một cái mã quốc tế là T099.407.11.033.00 Thông tin chúng ta sẽ có kèm đó là Stainless Steel Thông tin về Diamond và thông tin về độ chống nước lên đến 53 Thoải mái cho anh em đi mưa rửa tay Chiếc này thì sẽ có size mặt là size 42mm Anh em có cổ tay to một chút tầm khoảng từ 16 5 trở lên Thì chúng ta sẽ sở hữu những size mặt lớn như này Phần lắc số lắc rất là ôm tay nha mạng Cổ tay của mình đang có chu vi là 16.5 Bộ dây được trang bị Được xen uh, sen kẽ giữa các cái chỉ phay bóng và phay nhám Rất là tuyệt vời Bề mặt của dial thì được thiết kế Rất là đẹp cho anh em Và với sai mặt 42 như này Bộ kim cọc được thiết kế theo dạng là bộ kim mũi kiếm Và các cọc số được xen uh, sen kẽ giữa các cái cọc kim cương Và các cọc số la mã Ở góc 3, 6, 9 và 12 Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có Một cái thiết kế của dòng chữ là Tissot 1853 Và ở góc 6 giờ sẽ là dòng chữ Chamin Detolet Pogomatic 80 và một ô lịch lọc ở đây. Phần lòng bên trong của phần dial thì được thiết kế theo dạng là mặt trải tia sunburst, bắt sáng rất là đẹp cho anh em. Mặt kính được trang bị là mặt kính sapphire. Và với bộ máy là bộ máy P80 với 21.600 tần số và chiếc này được trang bị là 21.600 tần số và 23 chân kính. Một cái độ chính xác và một cái độ hoàn thiện cũng rất là tốt cho anh em để nâng cái thời gian cũng như là nâng cái độ chính xác của sản phẩm trong cái quá trình chúng ta sử dụng hàng ngày. Và với tình trạng là hàng mới nguyên như này, bên mình đang bán ra với một mức giá rất là tốt cho anh em. Chỉ 11 triệu 500 nghìn đồng thì anh em có thể sở hữu được về tay. Một mức giá săn sale rất là tuyệt vời. Để và anh em có thể sở hữu được về tay qua video ngày hôm nay của kênh đồng hồ chính nhận kết Mình sẽ để trước này lại và tiếp tục sẽ review cho anh em một chiếc tissot thuộc dòng tissot luxury với cái tông màu là tông màu xám bông chuột và sản phẩm này của mình thì sẽ có một cái mã quốc tế là t086.407.11.061.00 thông tin đi kèm là thông tin về độ chống nước lên 53 thoải mái cho anh em đi mưa rửa tay thì thuộc dòng tissot luxury thì em nó sẽ có size mặt là size 41mm anh em có cổ tay từ 15.5 cho đến 16.5 thì chúng ta sẽ sở hữu những cái size mặt 41 như này rất là đẹp ở đây và bộ dây thì chúng ta có thể thấy là phần chỉ giữa sẽ là một cái phần chỉ được phay bóng. Cách điệu cho cái bộ dây được trẻ trung và năng động hơn. Bên mặt của dial thì bộ kim cong được thiết kế theo dạng là bộ kim mũi kiếm với các góc vạch. Ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có một cố định ngay. Góc 12 giờ sẽ là dòng chữ tiết số 1853 và ở góc 6 giờ sẽ là dòng chữ Pogomatic 80. Bên mặt của dial thì có một cái tông màu là tông màu xám lông chuột và thiết kế theo dạng là mặt cắt sơn anh em ạ. Mặt kính là mặt kính sapphire và cũng là một cái thiết kế đáy hở và trước này của mình thì với bộ máy là P80 Với 21.600 tần số và 80 giờ tích cốt Được trang bị là 23 chân kính và với tình trạng là hàng mới nguyên như thế này Nên mình đang bán ra là chỉ 8 triệu đồng thì anh em có thể sở hữu được một chiếc Tissot thuộc dòng Luxury việt tay Rất là tuyệt vời cho anh em với tình trạng là hàng mới nguyên Một mức giá mà anh em có thể săn sale khá là tốt Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm qua một chiếc Tissot thuộc dòng Tissot Cautier. Em nó sẽ có tông màu là tông màu đèn mi Rất là đẹp ở đây. Chiếc Cautier này của mình thì sẽ có một mã quốc tế là T035.407.22.011.01 và thông tin đi kèm là Steel PPD. Thông tin về độ chống nước này đến, đến 13. Một cái độ chống nước cực kỳ là tuyệt vời cho anh em. Và chiếc này của mình thì sẽ có một cái size mặt là size 39 x 41 thì anh em có cổ tay nhỏ và vừa. Tầm khoảng 15 cho đến 16 thì chúng ta sẽ sở hữu những size mặt như thế này. Và nếu như mà anh em có cổ tay to như cổ tay của mình tầm khoảng 16.5 thì chúng ta vẫn có thể lên tay được anh em ạ. Bộ dây đi kèm là một cái bộ dây chỉ để mi, rất là đẹp ở đây. Phần thiết kế của dial cũng rất là tuyệt vời. Bộ kim cọc được thiết kế theo dạng là bộ kim mũi kiếm và các cọc vạch, cũng được phủ một lớp PVD ở đây. Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có một cái ô lịch ngày Ô lịch thứ, mình xin lỗi, một ô lịch thứ với dòng chữ là Tissot 1853 Và ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày Cùng với đó là dòng chữ Pogomatic 80 Và với cái bộ máy mới nhất của Tissot ngày nay là bộ máy P80 Với 80 giờ tích cốt và 21.600 tần số Một cái độ chính xác và một cái độ chữ cót cực kỳ là cao Mặt kính được trang bị là mặt kính sapphire Và chiếc à, này của mình thì cũng được trang bị là 23 chân kính Với tình trạng là hàng mới nguyên như này thì bên mình đang bán ra là 8,5 triệu đồng. Một mức giá rất tuyệt vời cho anh em để chúng ta sở hữu về tay. Và với cái số lượng rất là ít thì anh em có thể nhanh tay và chúng ta hãy nhắn tin và kết bạn qua Zalo qua số điện thoại mà mình đã để ở góc màn hình để chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi những sản phẩm. Tiếp theo thì anh em chúng ta sẽ có một chiếc Tiso thuộc dòng Tiso Visodet với cái tông màu ở đây là tông màu xanh dương. Rất là đẹp và với một cái bộ dây thiết kế rất là lạ mắt cho anh em một cái bộ dây à, nhuyễn Milan mà anh em bắt gặp trên các cái dòng à, đồng hồ thông minh chiếc tít sâu như của mình thì sẽ có size mặt là size 40 rất là tuyệt vời và anh em có cổ tay à, nhỏ một chút trước này thì lúc cụp anh em ạ trước này thì anh em có cổ tay tầm khoảng 15 cho đến 16 thì chúng ta sẽ lên tay vừa đẹp hơn bộ dây Milan rất là tuyệt vời cho anh em trải nghiệm tốt hơn ôm tay hơn và với thiết kế là size 40 thì à, bề mặt của dial cũng à, thiết kế rất là đơn giản thôi. Bộ kim cong được thiết kế theo dạng là bộ kim mũi kiếm và các cọc vạch. Dòng chữ Tissot Visodet được đặt ở góc 12 giờ. Ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch ở đây, đó là một ô lịch ngày, và một ô lịch thứ. Kèm với đó thì ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có một cái dòng chữ là automatic. Và mặt kính được trang bị là mặt kính sapphire và hơi cong một chút anh em ạ. Rất là đẹp bề mặt lắp lưng thì cũng được thiết kế là một cái thiết kế đáy hở và chiếc này của mình thì được trang bị là 25 chân kính với cái bộ máy là auto và bộ máy auto thì cái thời gian tích cốt thì sẽ thấp hơn một chút tầm khoảng từ 38 đến 40 giờ nhưng được tần số dao động của chiếc này thì lên đến 28.800 một cái tần số dao động rất là tuyệt vời và cực kỳ là khỏe so với bộ máy P80 và với tình trạng là hàng mới nguyên như này thì bên mình đang bán ra À, là 8,5 triệu đồng Thì anh em có thể sở hữu một chiếc uh, Tissue này về tay Một thiết kế khá là trẻ trung và năng động Với cái bộ máy Automatic Rất là khỏe So với cái bộ máy đời mới của chúng ta Và trước cuối cùng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau Đến với một chiếc Tissot Thuộc dòng Tissot Tremin GMT Cũng là một dòng Tremin uh, Nhưng mà chiếc này của mình này uh, Thuộc dòng GMT cho anh em cũng là tình trạng mới nguyên và em nó sẽ có một cái mã quốc tế ở đây là T099.429.11.038.00 thông tin là về độ chống nước là lên đến 53 thoải mái cho anh em đi mưa rửa tay và với sai mặt là sai 42 thì anh em có cổ tay là 16.5 trở lên thì chúng ta sẽ sở hữu những sai mặt như thế này bộ dây đi kèm được trang bị Xen sen kẽ giữa các cái chỉ pháy bóng và phanh nhám rất là tuyệt vời và bề mặt của dial được thiết kế rất là đẹp với cái tông màu của phần kim GMT được nổi trên cái bề mặt trắng này rất là đẹp anh em ạ. Bộ kim cọc được thiết kế đơn dạng là bộ kim mũi kiếm và các cọc vạch xen kẽ giữa các cọc số la mã ở góc 369 và bề 2 Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Tissot 1853 cùng với đó sẽ là dòng chữ Chemin Detolet Pogomatic 80 và một ô lịch lọc ở góc 6 giờ. Cái phần kim đỏ ở đây thì chúng ta sẽ có à đây chính là cái phần kim thuộc à, kim GMT, một cái múi giờ thứ hai để cho anh em chúng ta được thuận tiện theo dõi một cái múi giờ của một cái đất nước nào đó mà anh em đã cực quan tâm. Và lòng bên ngoài sẽ là các cọc số Arabic, cọc số ốc tròn từ 1 cho đến 24. Rất là tuyệt vời cho anh em. Bộ máy cũng được trang bị là một bộ máy là P80. Cùng với đó là 21.600 tần số và 23 chân kính. Với 80 giờ tích cốt một cái độ hoàn thiện rất là tuyệt vời và một cái thiết kế rất là trẻ trung. Và chiếc này của mình thì bên mình cũng đang bán là 11 triệu 500 nghìn đồng Thì anh em có thể sở hữu với tình trạng là hàng mới nguyên về tay Một cái mức giá săn sale rất là tốt cho anh em Và tất cả sản phẩm ngày hôm nay bên mình đang sale với một cái mức giá rất là tuyệt vời Thì anh em có thể tranh thủ để sở hữu được một chiếc về tay qua video ngày hôm nay với cái số lượng rất là ít Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này Hẹn anh em tại các video tiếp theo của kênh đồng hồ trình ngại kết quát và xin chào anh em chúc em có một cái mới làm việc thật hiệu quả